Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Cách đây một khoảng thời gian thì Apple đã tổ chức sự kiện WWDC và một trong những thứ mà Apple nhấn rất mạnh trong sự kiện đấy chắc chắn rồi, đó là về iOS 14. Và mình đã có một khoảng thời gian để trải nghiệm bản iOS 14 beta. Có rất nhiều thứ mà Apple còn đang giấu chúng ta, Apple không nói trong sự kiện đấy, nhưng đó đều là một trong những tính năng vô cùng nổi bật. Chính vậy thế nên trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng hợp lại những cái tính năng mà Apple giấu chúng ta, Apple không nói đến ở trong sự kiện đấy nhé. Intro nào. Đầu tiên thì như anh em cũng đã biết thì ở trên phiên bản iOS 14 beta thì chúng ta đã có sự xuất hiện của App Library, là một nơi mà giúp chúng ta có thể tìm ứng dụng một cách dễ dàng hơn. Chính vì vậy thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể xóa bớt được những cái trang mà vô cùng ngứa mắt như này. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để xóa những ứng dụng đấy trước nhé. Đây anh em sẽ giữ này, à không, nhầm, anh em sẽ ấn giữ ở cái phần ngoài này thì đúng hơn này. Đấy, sau đấy là anh em có thể bấm dấu trừ này, sau đấy anh em có thể xóa hoặc là không. Đấy. Ngoài ra thì nếu như mà anh em mà cảm thấy ngứa mắt với cả cái trang đấy quá thì anh em bấm vào đây. Đó, thì sau đấy anh em hoàn toàn có thể thêm những cái trang này vào hoặc là bỏ những cái trang đấy đi. Đó, một cách vô cùng tiện lợi cho chúng ta có thể sử dụng được một cái màn hình chính với nhiều tùy biến hơn. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho anh em một vài những cái điểm vô cùng đáng chú ý bằng một món phụ kiện của Apple. Đây, đó chính là chiếc AirPods. Đó, thì ở trên phiên bản iOS 14 thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của đây, một cái mà giúp chúng ta có thể kiểm soát được cái âm thanh khi mà chúng ta nghe nhạc ấy. Đây mình sẽ demo cho anh em nha, mình mở một bài nhạc lên. Đó, thì ở trong phần đấy, ở trong phần âm thanh của Control Center của chúng ta sẽ có cái mức âm thanh của tai nghe, và nếu như mà nó vượt quá cái mức âm thanh cho phép ấy, đó, đây mình sẽ tăng âm thanh lên nha. Đó, thì nó sẽ cảnh báo cho chúng ta rằng cái mức âm thanh này là mức âm thanh vô cùng lớn và sẽ ảnh hưởng đến thính lực của chúng ta. Ngoài ra thì theo như mình tìm hiểu ấy, thì nếu như mà AirPods của chúng ta hết pin thì iOS 14 của chúng ta sẽ cảnh báo chúng ta rằng chúng ta nên sạc chiếc AirPods của chúng ta. Đây là một trong những cái mà thật sự Apple rất quan tâm đến trải nghiệm người dùng. Tiếp theo ấy, một trong những cái mà mình cũng đánh giá rất cao Apple khi mà Apple đã đem đến cho chúng ta một giao diện bảo mật hơn. Đấy là ở phiên bản iOS 14 ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra quyền truy cập camera cũng như là quyền truy cập mic ở trên thiết bị của chúng ta. Đây, mình sẽ mở camera lên. Thì như anh em có thể thấy ở trên màn hình điện thoại của mình có xuất hiện một cái chấm màu xanh. Đó, với việc xuất hiện cái chấm màu xanh đấy thì chúng ta có thể biết rằng máy đang sử dụng camera ở trên các thiết bị của chúng ta. Đó, còn ngoài ra thì nếu như mà chúng ta sử dụng những cái app nào mà cần có quyền truy cập mic ấy thì máy sẽ hiển thị cho chúng ta một cái chấm màu cam cam ở đây này. Đây sẽ là một trong những cái mà mình cần lưu ý đối với anh em khi mà những anh em nào mà sử dụng những cái phần mềm mà nó gọi là không có cấp quyền cái gì, nó không ghi một cách rõ ràng ấy, thì nó sẽ khá là kém bảo mật và rất dễ chúng ta bị đánh cắp thông tin. Thì cơ bản ở trên iOS 14 chúng ta đã fix được cái này và đem đến cho chúng ta một giao diện bảo mật hơn. Tiếp theo thì nếu như mà các bạn để ý thì ở trên các phiên bản iOS mới thường thì Apple khá là bỏ bê những cái thiết bị iPhone cũ, khi mà những cái thiết bị đấy thì thường không được trang bị cho chúng ta nhiều những cái tính năng như ở trên các thiết bị mới. Giống như kiểu để so sánh giữa chiếc iPhone 6S và chiếc iPhone 11 thì chắc chắn là iPhone 11 sẽ có nhiều tính năng hơn so với iPhone 6S. Tuy nhiên thì ở trên iOS 14 thì Apple thực sự vẫn chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ rất quan tâm đến trải nghiệm của người dùng. Bằng chứng đó là việc ở trên các phiên bản iPhone như kiểu là iPhone XS hay là iPhone 10 các thứ ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi độ phân giải trực tiếp ở trên máy giống như kiểu là chiếc iPhone 11 đang cầm ở trên tay mình đây. Đó, như vậy thì sẽ một phần nào đấy giúp cho chúng ta có được một cái giao diện sử dụng nó tiện lợi hơn là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ấy, đấy là Apple vẫn cũng phải chứng minh cho chúng ta rằng tôi không bỏ bê các ông đâu, các ông cứ bảo tôi bỏ bê các ông. Đấy, rồi ngoài ra thì ở trên phần camera ấy, cũng có một trong những cái mà mình cũng cần phải lưu ý đối với anh em. Đấy là thường ấy, khi mà chúng ta sử dụng máy ảnh thì chúng ta sẽ rất là khó chịu với cái trường hợp đấy là khi chúng ta giơ máy ảnh lên thì cái hình của chúng ta nó sẽ ngược lại so với cái hình thật ấy. Đây là một trong những cái mà rất là khó chịu, thì ở trên iOS 14 thì chúng ta đã khắc phục được cái phần này bằng việc đấy là nếu như chúng ta vào phần cài đặt, đây chúng ta vào phần camera, chúng ta kích hoạt phần đối xứng camera trước. Như vậy là chúng ta sẽ có thể có được những cái bức ảnh mà thuận chiều sử dụng nhất của chúng ta. Đây sẽ là một trong những cái mà hỗ trợ rất tốt cho những ai mà thường sử dụng camera trước để kiểu quay phim màn hình các thứ, rồi là cần quay những cái mà có độ chính xác cao, thì ở trên iOS 14 cũng đã fix được cái này. Tiếp theo một trong những điểm cộng ở trên iOS 14 ấy, đấy là chúng ta sẽ có một cái giao diện báo thức phải nói là hoàn toàn mới luôn. Đây mình sẽ vào mình thiết lập báo thức cho anh em xem. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái giao diện báo thức hoàn toàn mới khác so với cái giao diện báo thức đã từng xuất hiện ở trên các phiên bản iOS trước đó. Ngoài ra thì ở trên iOS 14 thì chúng ta sẽ có một cái tính năng mà mình đánh giá rất cao,
đấy là chúng ta sẽ có một cái tính năng, đó là tính năng ngủ. Đó, với việc chúng ta có cái tính năng này thì máy sẽ tự động setup cho chúng ta rằng cái khoảng thời gian nào máy sẽ bật chế độ là không làm phiền lên, thì lúc đấy chúng ta sẽ không nhận được bất cứ một cái thông báo nào tới từ máy nữa, sẽ giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sâu hơn là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ bớt sao nhãng và sử dụng điện thoại một cách ít hơn trong khoảng thời gian mà chúng ta ngủ. Tiếp theo, một trong những cái mà mình đã từng nói ở trên bài đánh giá iOS 14, đấy là ở trên phiên bản này chúng ta sẽ có một cái tính năng, đó là tính năng backtap. Đấy, về cơ bản thì tính năng này sẽ giúp cho chúng ta có thể chạm mặt lưng để mà chúng ta có thể tương tác với máy. Thì để kích hoạt cái tính năng này thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt, rồi chúng ta chọn phần trợ năng, đấy, vào phần cảm ứng, kéo xuống chọn phần chạm mặt sau, đấy. Như vậy là chúng ta đã có thể chọn được những cái tính năng mà sẽ sử dụng được ở trên máy. Ví dụ như là mình chạm hai lần, đây, mình có thể lựa chọn bất cứ một cái gì giống như kiểu là chụp ảnh màn hình rồi gọi Siri các thứ, đấy. Ngoài ra thì đây, chạm 3 lần chúng ta cũng có thể lựa chọn, đây, mình sẽ chọn 3 lần là chụp ảnh màn hình nha, để mình demo này. Đó, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể thao tác ở trên máy này một cách rất nhanh và không cần quá nhiều những cái thao tác giống như kiểu là chúng ta phải dí phím nguồn hay giảm âm lượng nữa. Đây sẽ một cái mà tiếp tục là một lần nữa Apple rất chú trọng đến cái trải nghiệm của người dùng. Khi mà đối với những người dùng nào mà có một bàn tay không quá to thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tính năng này. Và cuối cùng, đó là ở trên iOS 14 ý, thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là kiểm tra được cái tình trạng máy của chúng ta, xem máy có bảo hành hay không, hay là máy có gọi là có phải là phiên bản lock hay không ý, bằng việc là chúng ta sẽ truy cập vào phần cài đặt. Đó, chúng ta xuống phần cài đặt chung, đấy, chúng ta vào phần giới thiệu. Thì ở đây Apple sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin giới thiệu về máy, và cụ thể nhất đó là chúng ta có thể kiểm tra bảo hành giới hạn của máy, giống như kiểu là bảo chi tiết về gói bảo hành của chúng ta này, bảo hành về phần cứng hay là hỗ trợ chat, hỗ trợ qua chat hay hỗ trợ qua điện thoại ý. Ngoài ra thì khi mà chúng ta kéo xuống đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần đấy là khóa nhà cung cấp. Ở trên cái phần này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được tình trạng máy của chúng ta, xem đây có phải là chiếc máy phiên bản khóa mạng hay không, hay đây là phiên bản máy chính hãng. Nếu không thì chúc mừng anh em nhé, còn nếu có thì mà các ông mua phải máy chính hãng thì thôi, các ông đen chứ còn sao nữa. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại những tính năng đã được xuất hiện ở trên phiên bản iOS 14 beta. Nhìn chung thì đây là những tính năng mà rất tốt, thiên về những cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta, cũng như là hướng đến cho chúng ta có một cái giao diện người dùng nó bảo mật hơn. Vậy thì các bạn đánh giá sao về phiên bản iOS 14 này? Có những gì mà các bạn cảm thấy không hài lòng hay không thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share, nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.